Anh có qua ông ngoài sao làm gì đấy? Ông bảo ngày mai sang hộ ông, có thích combo. Tao đấy làm tao về nhá, đừng có uống nhiều đấy. Nào mà rượu 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 lúc nào ông bảo uống rượu, có được hớp nào đâu mà. Ngày nào mà trời say. Biết rồi. Mai làm xong về. Nhớ đấy. Mày. Ông nhá. Ừ. Chuyện này con chưa về. Ừ. Về được không? Nghe rồi đấy. Say à? Con ra đi. Con đi được. Hẹn bạn được không? Phân cho cây để mai uống nó quả ăn. Anh hôm qua ông ngoài sao làm gì đấy? Ông bảo ngày mai sang hộ ông chữa cái chuồng bò. Đang đấy làm xong mà về nhá, đừng có mà uống rượu đấy đấy. Nào mà rượu 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 lúc nào ông bảo uống rượu, có được hớp nào đâu mà. Ngày nào mà trời say. Biết rồi. Mai làm xong về. Nhớ đấy. Nào, nhắc. Thôi làm đi. Xong ngày mai còn đi hộ ông ấy. Cứ bảo đi đâu là bắt đầu. Nhắc. Đi đâu không? Để tiền. Em còn lạ gì cái tính của anh nữa, đi đâu có biết đường về đâu. Vâng, đi thôi. Quá. Nhớ đấy. Lẩu bỏ mãi. Ông nha, chúng ta với mẹ ở nhà nhé.
ơi. Con chào ông nhá. Vâng. Nấu nước. Vâng vâng. Nước. Vâng. Uống rồi xem ông bảo con giúp ở chỗ nào thì ông đi chỉ con nhé, để con làm bây giờ cũng không còn sớm rồi. Thế thì đi hộ ông cái. Vâng vâng. Đi đi lắp rồi. Vâng vâng. Đi là với chuồng bò rồi, dùng châu vai. Làm chỗ nào? Ôi, này để hết rồi không ạ? Này chắc phải mở lại hết rồi. Ê, chung bò không nhỉ? À, sửa cái mái này không nhỉ? Cái này phải đi. Dạ, khổ. Lấy cọ về lợp lại à? Thế lấy cọ đâu nhỉ? Đây này. Đây. Mà ngày cọ có đủ không? Chắc đấy, ồ. Chắc đủ nhỉ. Thế bây giờ cho lên lợp thôi nhỉ?
hành hoa kia thì ตัดเป็นเหลี่ยมเป็นกวาดจีนเนาะเดี๋ยวเพื่อนสาดกันนะไปก่อน Cơm đâu ông ơi, cơm chín rồi. Chín à? Ừ. Ừ. À, ông có cải rượu nữa à? Ừ. Ui. Ui. Hôm nay lại cho con say đấy. Ông ơi, ông mua ăn cơm nhỉ? Ông ơi, có nhà không nhỉ? Có. Ai đi nhỉ? Ai nhỉ? Cháu lên đây. Ừ, lên đây nhỉ. Ai đây, lên nhà đi. Lên nhà đi nào. Thôi ngồi ngồi đây đi. Ôi ôi. Mình đi đâu cũng gặp ông thế này. Ông vào đây làm gì đây? Đi vào trong này có tí việc mà. Ê, vào đây làm chén đấy nhỉ. Đây có mỗi hai ông con, bố với con đây đang bảo vệ. Thế tìm ông có cái gì đây? Gì gì không? Cháu định qua tìm ông mua mấy cây tre ở ngoài kia. À. Yeah. Ừ, đi lấy thôi. À, ông. Uống đi. Ê, ông uống đi. Ai à. Ông dạ con cũng nốt chén này nữa thôi. Con về ông con về này. À con uống cũng đủ chai em rồi. Đủ chưa? Vâng. Con
Còn giọt cho ông giọt một chén nữa thôi, con xin con về. Say lắm rồi. Thế à? Thông thông cảm cho con. Ừ. Con mời. Ngài. Con mời ông nhé. Ừ. Một chén này con chưa về đâu. Ừ. Con về được không? Con về được rồi. À, thế à? Con đảm bảo. Vâng đây. Con về được. Vợ dặn rồi ông ạ. Vợ con dặn bảo phải về. Không. Ừ. Nhá. Ngủ đây. Con về được. Con về đây. Có gì ông Người ơi. Say à? Con ơi. Con đi được. Con đi được. Ơi. Đấy, ơi. Đó, ông cứ bốc vào nhà thì con về được. Nhiều thế hả? Đâu? Ủa, vợ con đợi này. Rồi. Ừ. 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 Nha. Ừ. 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 Con cháu con về nhá. Bố cứ lên nhà đi. Con cháu bố con về nhá. Được không? Con về được rồi. Con tự về được. Bố cứ lên nhà đi. Dạ. Này. Dạ. Hiểu không ơi? Bố cất cho con cái gì đây? Hiểu mình là của... Ôi. Ê, ông uống đi ơi. Ông để ông uống đi. Rồi. Con không lấy đâu. Con về với ông à. Đấy à. Thế con nhá. Xin nhá. Về nhá. Vâng. Được không? Dạ con này. Ô, ông lên nhà đi. Ông nhà con về đây. Về nhá. Ừ. Chào bạn nhá. Bạn ơi. Tôi đang nghỉ không có lại làm hết tờ vải này. Bạn uống mới tới 1-2 ly nha. Xin chào bạn nhá. Ôi giời, đang có ai uống rượu. Bạn làm với tôi 1 ly nha. Bạn đúng không? Tôi uống trước. Bạn uống trước. Nha.
bạn được cái mai giờ tôi đây. Ôi mà uống xong được bạn xem mình nhỉ. Hợp đi đây, mình cũng khoái cái món này các bạn không muốn đâu. Ủa của các bạn hợp nha. Ăn đây lại được rồi. Chào bạn nhé, hẹn bạn lần sau. Ê, mày ơi, ơi, tao thấy họ bảo chồng mày đang xây dựng nằm ở bên dưới bên kia ấy. Ờ, để tao đi xem. Mẹ cái ông mày, để tao đi xem. Rồi. Của chị khiêng anh lên xe với. Anh bị say à? Anh bị say rồi. Em cầm cái chân này cho chị. Cho lên được. Em hộ chị nào. Đi tính lại xem. Cái này rơi đấy chị. Được. Chị có ơn á. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Này, này ôm về. Ông mà biết đứa nào này ông lên này. Mẹ cha đứa nào nào. Dám đẩy ông xuống ao. Ông mà biết được đứa nào thì. Đứa nào đẩy ông xuống này ha. Biết được ông đánh chết luôn.